Hello cả nhà, mình là Andy nè. Bữa nay mình dẫn con mình đứa con gái trẻ tuổi đi ăn cơm cơm gia đình, ăn cũng như là ăn cơm canh chua với cá kho rồi cánh gà chiên nước mắm. Thì mình lại cái hiện thanh này ở dưới quận Cam thử coi cái nhà hàng này là cơm của gia đình. Thì bữa nay nghe nói trên đâu cái Google là 4.3, thì mình ghé dẫn con đứa con gái mình lại đi ăn thử. Thì muốn review cái tiệm này cho cả nhà ở Việt Nam coi luôn, hoặc là bên Mỹ coi luôn ha. Thì hy vọng cả nhà thích cái video này cả nhà. Cảm ơn ha. Giờ mình chiếu cái tiệm này cho cả nhà coi. Cảm ơn. Nhà ơi, cái tiệm này là hiện thanh này cả nhà, ở dưới thành phố Westminster ở quận Cam á, thấy không? Đó, thấy không? Thì vô ha, vô vô này, cái menu của hiện thanh này cả nhà, có địa chỉ ở đây nè, không 9741 Bosa Avenue, 108 Westminster, thấy không? Rồi ở đây nó có đầy đủ hết, cái menu có đầy đủ hết, đặc biệt với đặc biệt đồ ở đây nè, đầy đủ hết cả nhà ơi, thấy không? À, bún nữa nè, đó thấy không? Ở đây có cơm, cơm có đầy đủ hết cả nhà ơi. Thì ở đây có cơm gia đình nữa. Thì ở đây có canh chua nè, mình ăn cái món này nè, canh chua với cá kho với cánh gà chiên nước mắm. Ở mình kêu ba món. Ở đây này thì cái menu này nó rất là đồ nhiều. Đó, thấy không? Nó có kêu riêng nữa, size order. Ở đây là có đồ chai, nước uống, ha, nước uống. Rồi ở đây đi có flan này cả nhà, này hết rồi, hết rồi. Cả nhà ơi, đây là canh chua của mình nè, mới ra nè cả nhà. Đó, rồi.